Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Đại tướng kính chào quý bà cô bác và toàn thể chị em. Kính thưa quý vị, tiếp tục chương trình đi Thượng Trang thì hôm nay đại tướng đến đây thuộc về địa phận của xã Vĩnh An ha, huyện Châu Thành tỉnh An Giang thì đến Thượng Trang cho nhà của huynh Sáu. Đây mời quý chúng ta coi qua chương trình Thượng Trang nha quý vị. Nam Mô Đà Phật, kính thưa quý vị, đây là những hai chân dung thầy hình di tính đèn led ha. Lục Tự Di Đà cũng làm hộp đèn luôn nè. Đây là bản của quyền. Đây là nền đỏ chữ vàng viền nhâm trắng nha. Đây là toàn bộ nhà của sư huynh Sáu nè. Có cái tam bảo hổm thì làm cho huynh ấy thì chút nó sẽ gỡ ra theo lắp ghép lại. Rồi mời chúng ta, trước tiên chúng ta sẽ thượng của quyền hãy dung thầy tam bảo Lục Tự Di Đà rồi vô ha. Nam Mô Đà Phật. Nam Mô Đà Phật, kính thưa quý vị, thì đầu tiên chúng ta sẽ thượng của quyền nha, thượng cái tánh chanh của quyền lên. Nó nằm ở trên cái đó đó hả? Có thiết kế rồi ha. Bây giờ lấy cái thước chia ra hai khoảng nè, cái thước này anh chia đi, đo bên đây nhiều bên đó nhiều, cái đầu mình ấy, cái đầu mình bắt bát vô là xong. Mà cái này alu dày, alu cứng mà, này bắt bát vô là ok rồi. Tắt hai rồi, quá vừa luôn. Rồi vậy đây, để em lấy hai cái bát để vô cái này xong mà. Dạ. Có để em lên lấy. Nếu mà vậy là bắn vô trong cái bắn dưới ngoài cái khuôn không? Không có bắn gì hết trơn. Đơn giản à. Đơn giản lắm chứ không phải. Thấy không? Đúng không? Nó vừa đơn giản mà nó vừa cứng nữa. Nha. Dạ, chịu dưới rồi. Nó có độ kiện. Ở kia nó không có độ kiện. Dạ. Này qua sẵn cái tay mấn đây luôn nha. Dạ dạ. Mày đủ chưa ha? Anh hả? Ở hè mà dân mình ấy mà. Dạ.
hai mấy triệu nó báo luôn, báo máy máy cắt á. Dạ. Bỏ giờ lấy hết trơn. Lấy trơn mới lại sắm ba cái đồ lại đó. Lấy cái kẹp nhẹ thì có ai em tự á. Dạ, ở dưới nó đã rồi theo xong tắm cuốn quyền xong rồi ha, quá sáng quá đẹp luôn rồi, nổi luôn. À, nếu mà không có làm cái cắt này qua cắt này nè, cắt cái tuần vậy đó. Dạ. Để coi nó lấy cái mỏi là nó thấp xuống phải không? Đúng rồi. Cái đó nâng lên thêm. Mà ông nâng lên có khoảng 2-3 phân nữa mấy em, đây nè, nhìn ngang vô nè. Không có nâng được, tại vì là mình phải cắt, mình dùng lợi thế đó, nếu mà cắt 2-3 phân nữa thì cứ bước cái đó lại. Dạ dạ. Thấy không? Bước. Rồi. Cái sớm nó hiện rồi. Rồi, giờ tiếp theo thử thượng thay dung thầy và tám lục tự ha. Bây giờ cái này em có bát không? Không có bát thì chế xíu à. Chế bánh lớn. Chế giờ. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ thượng hay dung thầy hiểu gì? Cái bông nó không có quan trọng đâu, đứa là hai viên thầy mới quan trọng, hai viên thầy mới sát vô tam bảo nó mới hay đó. Ông ngồi đây hả? Ông đứa cầm nhận cái cửa hàng xuống coi phải không? Rồi, rồi, thân rồi đi. Một cái đấy đó, cái đấy. Cửa xe là càng rồi. Nó sát, ông bảo rồi đó. Không được rồi. Để lại. Bỏ hai vòng đi cho nhỉ. Rồi vậy đi con trai.
Trên có bát nhỏ bị gì thiếu rồi, để bà cũng làm cái miếng dược liệu này luôn nè. Nếu mà làm ba miếng còn hai miếng không đủ. Trên đứng và bắt cái chân nó xuống vậy đó Tú nha, đi ra vậy đó. Đi khác hết em ơi, khác hết rồi. Bởi anh làm ai cũng tự anh hết trơn mà. Ông coi á, tôi làm cái buồng trước, tôi mới cắt cái nhà sau. Tôi bỏ tôi làm trước hết trơn rồi, đàng hoàng, bắt đầu tôi mới cắt nhà rồi dựng ráp cái buồng luôn à. Tôi làm cái nhà tôi mới làm cái buồng á. Tôi làm trước hết trơn à. Có anh một cái nhà ông ơi, rồi làm. Rồi đó, giờ nhá thử sao. À, thì bởi chiều đó anh nói em đó nè, bên đây bể băng lên bên đó cao khoảng 7 ly, bên đây đó nó coi nè, anh lấy anh chỉ được
chứ làm ngủ. Đâu đâu thôi thì nó tụi chứ mau đứng lên xíu được rồi. Ừ. Nhớ là hai bên cũng coi này nó cũng thân tự. Rồi gì đó, sát gì đó. Ở tiệm giúp em ơi. Em chuẩn bị nó không nghe đứng kìa. Ủa, một phai đi Túc ơi, bỏ đi. Không uống đi, uống đi, nghe rồi. Bỏ đi uống cà phê đi mọi người. Bỏ tôi ơi. Nhà nói gì em phải từ chối sao? Trình hơi đúng bắn một con một hạt, nhả ra đi, nhả ra ngay đi rồi chỉnh. Rồi chỉnh cái chân này vô cái mỉ tiếp. Đi đâu? 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 Đi đâ
Bởi vậy anh nói em lấy cái bát, nó nhờ bát chứ không có bát. Nói cách đơn giản. Sáng rồi bỏ tôi mua bát chứ. Cái này mà nếu mà mình không ấy, mấy dân mà từ thờ không biết là làm không mừng cái gì đó, bắt khó lắm. Này nó vừa là ma mà vừa là tiện, nó có tốt hả? Em mua bát sẵn cho anh chị đó. Anh có tưởng ta làm gì đó là chỉnh nhất luôn. Cái đầu lưng cái năm được không? Hay thì anh là dễ lắm. Xác cột cho nó xác đi. Gì cũng được rồi. Được rồi. Rồi. Hơi cao không mừng. Tôi thấy hơi cao không mừng. Nếu mà thầy thầy đứng như là ngay trên cao mặt không? Không. Nó không sao mà đối với mình thấy nó hay gì không mà. Vậy là mấy em chứ. Mình thấy nó không gì. Đứng ngay trên mặt. Để gì đó mà quyết bị cái hình này bự mà quyết. Cái ghét lợp chút xong hay rồi.
để lục tự lên coi nhìn mấy ấy. Xong em. Xong bây giờ mình này gắp bước giờ cái nó đây nè, xây đây cái gắp tự luôn. Cái đó chúng ta bắt nhà luôn. Bắt trước đi. Mấy cái chuyện đấy này phải được tôi quấn cái nha, để đây. Anh có dưới á, có bổ dưới chưa nè. Gì nè, có là bổ hả? Có. Bây giờ em giúp giùm cái nha. Em giúp mình là chỉnh nhá cái đi. Nhá chỉnh cái đi rồi bắt đầu này không ra, cái này là liền là hả, không có gì cắt. 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 Chân cũng sát được rồi, để gì lắm nữa để cái gì rồi á.
Ê không, tức nha. Mày bắt ở trên con đừng ngã ra chứ vô. Đơn giản mà lại nó cứng nha. Mà nó gọn nữa, còn nếu để nãy thì nó dài quá, coi nó hơi xấu. Ồ, khéo vậy em ơi. Làm đại này vậy em ơi. Không biết giữ với em mà. Hả, giữ không Tú? Rồi Tú để thử lên cây Tú ơi. Hả? Đúng rồi, đúng rồi. Bắn buộc chứ, đó bắn buộc chứ. Bắn trên chứ. Ở trên cần bắn hay là buộc hay sao? Ở trên nó có hai cái móc nè. Vô gì được rồi buộc. Buộc. Bây giờ gì đây Tú ơi, đẩy ra nó sẽ làm chút xíu Tú ơi. Chút nữa. Chút xíu nữa. Chút xíu nữa. Cần lấy thước to hai quả nào? Thôi cần để độ cái độ nhắm anh cũng cần đó. Chút xíu à, chút xíu nữa đi. Độ nhắm anh cũng cần đó, nó không cần phải đâu. Chưa. Mẻ nữa. Mẻ. Rồi, được rồi, được rồi. Rồi rồi. Hai cái bát để được không ngon mực ha. Đúng. Có mà tiện mình. Tạm được. Tạm. Chế đồ quá kém. Cái đó theo mà để nhìn xuống hay Tú à hả? Dạ. Để đứng xuống hay để xuống Tú. Ngã ra thử Tú. Ngã Tú. Để đứng hay để xuống hay Tú. Ngã ra thử Tú. Ngã Tú. Ngã vậy đó thì coi hay đó Tú ơi. Dạ. Ừ. Được chưa? Ê, cần bắt cái bát không Tú? Bắt cái cuốn. Đó buộc nha. Buộc hai cái dây nhơ này buộc đây là cuốn rồi. Rồi vậy cũng được đó Tú ơi. Rồi nha. Cho nó hạ vô đi chứ rồi ngay. Cao mà cái ghế Tú thì cũng chụp cho mình. Ừ. À thấp xuống chút xíu còn hay nữa Tú ơi. Vậy đây đó. Giờ được rồi đó Tú. Rồi. Rồi bắt đầu em xuống em nhìn ra tôi vậy thôi mà còn em xuống cái nữa ra. Mình mới không cái này không có chủ, mình nghĩ như bây giờ mình nghĩ con một cha đi em. Đâu có bằng tuổi trẻ thời đại mà em, đừng có nghĩ mình chủ cả hết trơn á. Mình nghĩ đây là thời này thầy Trung ông bà Trung đi ha. Dạ, ý kiến Trung đi. Dạ, ý kiến Trung đi. Dạ, thấy con nó hơi ấy hơn theo người ra. Thì đó nghi xuống gì là mình đứng đây nhìn thẳng lên là chụp cho mặt mặt rồi đó. Nãy nằm ngang thì nó cao quá thì nó mình cao lên mình nhìn nó chụp. Tại vì thì nó nhìn chụp vô mặt là ngay chữ Nam Mô A Di Đà Phật rồi đó. Thằng nói ha. Dạ. Thì xong rồi. Xong rồi còn lại anh
vậy ha, vậy là tương đối ha. Bây giờ có bây giờ nãy giờ nói cái này anh rồi. Nam mô Đà Phật, kính thưa quý vị, thì hiện tại đã bắt xong hai ông thầy và tấm lục tự rồi luôn ha. Đây là ngôi thờ cúng trang hoàng ha, tấm của quyền tổ. Thầy bộ lưu này mới trà xong mà sáng dữ ha. Hai chị ông thầy duy tính đèn led. Tạm thời thì quân sáu trong gia đình thì ổng cắt mấy chui điện rồi, đang hồi ổng câu lại cái một, cho nên là không có ghim chui lên cho cô bác mình xem ha. Rồi, Nam Mô A Di Đà Phật, kính thưa quý vị, thì hiện tại đã thượng xong coi thờ cúng cho nhà quân sáu ha. Cảm ơn mọi người đã coi chương trình. Để tôi xin chào, hẹn gặp lại. Nam Mô A Di Đà Phật.